Sản phẩm mà hôm nay Điện Máy Xanh muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là chiếc máy giặt đến từ hãng Hisense. Hãy cùng xem nó có gì đặc biệt nha. Đây là một chiếc máy giặt lồng ngang có khối lượng giặt là 8,5 kg. Chất liệu vỏ ngoài của máy được làm từ kim loại sơn tĩnh điện và có màu xám. Máy sẽ có 15 chương trình điều khiển thông qua núm xoay cơ ở giữa. Phía bên phải sẽ có màn hình hiển thị các thông số trong quá trình giặt. Các bạn có thể tùy chỉnh các thông số này bằng các nút cơ được bố trí ngay phía dưới. Phần cửa máy được làm từ kính chịu lực, liền với nó sẽ là khu vực lồng giặt được làm từ thép không rỉ, có dập nổi. Ở phía còn lại là khu vực ngăn đựng chất tẩy rửa. Bên trong quan này sẽ có 3 ngăn nhỏ, lần lượt là ngăn đựng bột giặt chính, ngăn nước xả và ngăn đựng bột giặt, nước giặt cho chương trình giặt sơ. Và cũng như 3 chiếc máy giặt lồng ngang khác, phía dưới sẽ được bố trí bộ lọc bơm xả để lọc các tạp chất trên quần áo trong quá trình máy hoạt động. Đó là những điểm sơ về ngoại hình. Tiếp theo, không thể thiếu được những công nghệ hỗ trợ quá trình giặt. Đầu tiên phải nói đến công nghệ giặt hơi nước Pure Steam giúp loại bỏ vi khuẩn. Tiếp theo là công nghệ Pure Z sử dụng vào phun tia nước áp suất cao loại bỏ mọi vết bẩn cứng đầu trên quần áo. Và chắc chắn không thể bỏ qua công nghệ Inverter Pro giúp tiết kiệm điện và máy vận hành êm ái hơn. Với những tính năng như trên thì chiếc máy giặt này đang được bán tại website của Điện Máy Xanh với giá 4.990.000. Giá này được mình cập nhật vào ngày 25 tháng 6, 2024. Nếu các bạn còn đang phân vân thì có thể tìm hiểu thêm những sản phẩm cùng tầm tiền mà mình để trên màn hình nha. Video đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên like và subscribe cho kênh của Điện Máy Xanh nha.